Vâng ạ, em ngày hôm nay em sẽ test cho anh em cái cấu hình này là 3 triệu 8 đó nha, 3 triệu 8 full bát 30 theo nhu cầu khách hàng đặt cái tầm giá tiền này thôi nhá, cùng một đôi bát 30 ấy từ 170 quân 76 chép quân 44 và phân tần này và cả thùng đầy đủ lên thành phẩm cho anh em là 3 triệu 8 đó nhá. Và ngay bây giờ mời các bác nghe qua. Đây là một chiếc các bác nhá, đây là một chiếc đây ạ. Bát này là 1.450.000 một đôi này. Thùng này là 1.350.000 là gồm cả tem, cả bông rồi là phễu rồi là hậu đầy đủ luôn nhá. 1.350.000 một đôi thùng này. Bát 1.450, chép là 550.000 và phân tần là 450.000 luôn nhá. Đấy, một mùa combo rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Đấy, tiếng rất là mềm, rất là hay. Con nghe chưa? Đó, chạy một chiếc con nhá. 3 triệu 8 đô la này luôn nhá. Anh em nó có gì tò mò với anh em đó nhá.